Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Văn Tài ở Tây Ninh và xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay Tài có đặt ở bên em một cái mạch khuếch đại 12V 420W 2 kênh. Và hiện tại sản phẩm bên em đang cung cấp với giá là 960.000 một sản phẩm như thế này nhá. 960.000. Nó sẽ sử dụng cái chip khuếch đại Clock D TDA8954 ở trên đây. Và đối với cái mạch này thì nó có ưu điểm là nó cho ra một cái nguồn điện áp đôi. Điện áp đôi này là điện áp đôi 15V đôi, cho ra ở cái rắc ba chân này nhá. Bên em có gắn sẵn vào cho anh nhá. Và sử dụng nguồn điện trực tiếp của nó là 12V đi đầu vào. Đầu vào thì nó cho qua ba cái cọc ở đây trên cùng. Thì khi anh đấu nối thì nếu như trường hợp anh có công tắc thì anh kết nối từ cái chân giữa ra cái chân ngoài là cho công tắc vào nhá. Còn ở đây nếu như em test hàng thì em không thử công tắc và anh em có gắn sẵn một cái dây điện đi ngang qua. Và tiếp theo là nó cho ra hai kênh loa. Hai kênh loa này nó công suất của nó là 210W một kênh. 210W một kênh. Nó sẽ bảo vệ bằng cái rơ le bảo vệ đầu ra của loa nhá. Đây là biến áp xung để tạo ra cái nguồn điện đôi. Nguồn điện đôi này thì thích hợp cho anh kết nối bằng những cái mạch âm sắc, mạch mic. Thì anh cũng đặt luôn cả mạch âm sắc và mạch mic. Thì anh không yêu cầu bên em sắp sẵn, thì bên em sẽ chỉ test mình cái mạch công suất này thôi. Còn những cái mạch kia thì bên em sẽ đóng hàng và gửi cho anh nhé. Có mã ký hiệu ở trên đấy luôn. Ok, và nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này, các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video. Hoặc các bạn có thể truy cập vào Sendor, Shopee, Lazada. Các bạn đặt hàng và tìm kiếm shop của bên mình là linh kiện 789 nhé. Ok, tiến hành vào test nhạc thì em sẽ sử dụng cái nguồn nhạc này để test cho anh nhé. Sẽ test từng kênh loa cho anh. Ở bên phía rắc ba chân này nó là cái cổng kết nối của tín hiệu đầu nhạc vào nhé. Đây em sẽ kết nối từng kênh loa một. Cái này nó rắc. Đối với cái mạch khuếch đại này thì nó có thể đánh được cặp loa bát 25 hoặc là cặp loa bát 30, nhưng mà nói điều kiện là cặp loa bát 30 của các bạn là cái lúc côn loa nó nhỏ thôi, côn loa khoảng tầm dưới 51 thôi thì nó đánh là ok. Còn nếu như côn loa to quá thì nó không thể đánh được đâu. Ok, thì sản phẩm của anh hoạt động rất là tốt, không vấn đề gì. Sau cái test sản phẩm thành công, em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm để hàng cho anh nhé. Đây là cái dấu ký hiệu cho sản phẩm của anh. Ok, và rất cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những sản phẩm tiếp theo.